Kính thưa, thầy đang hồi hộp. Đầu năm xuân mới Canh Tí, mừng Đảng mừng xuân, vẫn còn mặn lòng hương Tết. Hôm nay đây, trên ngôi chùa cổ kính quê hương Hạ Mỗ của chúng ta, trong không khí thấm tình đạo vị, nhà chùa long trọng lễ trình Phật tổ chức chúc mừng Thánh Tuế hai giới các cụ cao niên Bát Tuần, Cửu Tuần, Bạch Tuế trên Bạch Tuế. Một mùa xuân an lạc, một mùa xuân đầy an vui và hạnh phúc. Lời đầu, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể các cụ hai giới, lão ông lão bà cùng đạo tràng. Năm nay cũng là năm đầu tiên khi thầy chùa về đã chấp cảnh đây được 17 mùa xuân, nhưng cũng từ đó thì cũng chưa có điều kiện và hoàn cảnh để tổ chức như chúc mừng các cụ được, mà hôm nay cũng là năm đầu tiên. Cho nên với cái tấm lòng thể hiện tri ân, thầy chùa nghĩ rằng theo phương châm của nhà nước, đảng và chính quyền đã quan tâm các cụ từ tuổi 70 cho đến tuổi trên 100, thì thầy thấy là một cái động lực, động cơ để mà động viên tinh thần các cụ có tuổi thọ để các cháu nương nhờ, nương đóng vào. Còn thầy chùa đi tu thì lấy đạo pháp dân tộc làm kim chỉ nam, đó là Phật thường nói đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, phục vụ chúng sinh, tức là cũng dàn chư Phật. Với tâm nguyện đó, hạnh nguyện đó, cho nên thầy thấy rằng các cụ tuổi trời cho rất là kính quý. Các cụ tuy chưa không phải làm việc lặng, nhưng các cụ làm một cái cổ thụ đại thụ để che mát cho đàn con cháu, và cũng nhắc nhở cho các cháu đi theo con đường là một vị công dân tốt và một vị Phật tử tốt. Cho nên hôm nay thầy chùa cùng kết hợp mấy ban chấp hành của 8 đội Phật tử, và được sự quan tâm giúp đỡ của chính quyền và các ban ngành của xã nhà, tạo điều kiện cho thầy chùa hôm nay để thành tâm mà cái tấm lòng của thầy chùa để nghĩ đến các cụ, và cũng để tri ân tới các cụ hai giới, lão ông lão bà của thôn nhà, được trời ban cho một cái tuổi tiên. Tuổi tiên là tuổi đã cao niên rồi mà các cụ vẫn minh mẫn, sáng suốt và tinh anh. Cho nên thầy rất là xúc động. Thầy nhìn thấy các cụ cũng như cha mẹ của thầy chùa ở nhà, nhưng thầy thì bạc phước, đấy là cụ bà đã đi, thân mẫu đã đi từ lúc 61 tuổi, và cụ ông qua đời năm 83 tuổi. Thế cho nên cái hạnh nguyện đó, thầy nhìn thấy các cụ rất là kính quý, rất kính quý mà thầy chùa thể hiện bằng cái tấm lòng. Tuy là một cái phần quà nhỏ thôi ạ, nhưng mà cái tấm lòng, để tấm lòng và cái tâm của nhà chùa lớn, và cũng để kịp thời động viên các cụ trong dân thôn ta có một sức khỏe, có một trí tuệ, và cũng là một cây đại thọ này thì tỏa mát cho con cháu trong gia đình cũng như trong dòng họ, trong dòng tộc mà nhà nước ta đã rất là kính quý và tôn trọng. Cũng như thời nhà Trần, khi đánh giặc thắng được 3 lần quân Nguyên, cũng phải có các cụ lão ông là bậc lão niên có sức khỏe, có trí tuệ và có kinh nghiệm trong cuộc sống. Thế cho nên là khi đều có thể tận dụng các cụ và tôn trọng các cụ. Đấy. Nên là ở thời nào cũng thế ạ. Một thời thế em các triều đại nhà vua, cũng như là bây giờ là thời chính phủ Hồ Chí Minh,
và Đảng và nhà nước rất là quan tâm và tôn trọng và kính trọng, cũng như là động viên tinh thần các cụ. Đấy, nhưng mà thầy gọi là một hôm nay đây trước khung cảnh trang nghiêm thắm tình đạo vị ngày hôm nay thế này, thầy chùa cũng lần đầu tiên, cũng mới lần đầu tiên tổ chức, cho nên là cũng lại gấp rút từ Tết đến giờ thì cũng phải phục vụ nhân dân rồi các khách chư khách thập phương, cho nên là cái việc mà chùa không có chuẩn bị được những cái lời nói hay phát biểu được được cho nó được hay và nó ý nghĩa, thì có cái điều gì các cụ cũng hoan hỉ cho, thì xin thưa các cụ. Thì có một vần thơ ạ, có một vần thơ để đêm hôm qua 2 giờ sáng thầy trăn trở không ngủ được và bật dậy cùng cây bút và trang sổ nhỏ để viết mấy vần thơ để kính chúc các cụ, để các cụ trước khi các cụ lắng nghe có điều gì không phải thì mong các cụ cũng thật sự đa đoan, mà tinh thần thầy chùa thì không được là minh mẫn cho lắm, thì các cụ cũng hoan hỉ cho ạ. Đầu xuân canh tí tháng giêng, thầy chùa tâm nguyện kính trình Phật tiên. Dâng hoa cũng trái trà thang, cầu xin Phật Thanh chứng minh độ trì. Hồng tổ chức mừng thọ não nàng, trời ban tuổi hạc bách niên thọ trường, tứ đại khỏe mạnh tinh anh, xóm nàng yêu kính sớm hôm ra vào thăm hỏi chúng tùng dâm gian, tình làng nghĩa xóm tắt đèn có nhau. Hai cháu con hiếu thuận chăm nom hầu hạ sẵn sóc sớm hôm chuyên cần, thầy chùa một chút lòng thành kính chúc các cụ thân an tuổi già. Nà cây đại thọ che đàn cháu con, chứ các cụ như tấm gương trong minh tâm kiên tính đức tài chiếu soi, để cho con cháu lôi theo hạ mộ văn hiến xứng danh đời đời. A Di Đà Phật, xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn những lời văn hết sức ý nghĩa của thầy.